Rồi sau đó chúng ta dùng một cái gạt, chúng ta nhíu vậy cơ dọc lên. Nhá, không ai bóc bằng tay hết. Cũng không có ai dùng cái ly hay kẹp gì để nhíu. Tốt nhất là dùng ngón tay này trên cái gạt. Nha, nhíu vậy cơ dọc lên, lúc đó cái dải cơ dọc này nó sẽ hằn xuống giống như là có đường rãnh. Và chúng ta sẽ lần theo cái đường rãnh đấy để chúng ta tiệm cận đến cái gốc phục thừa. Tiếp cận gốc phục thừa. Rồi sau khi đến tiếp cận gốc phục thừa rồi chúng ta làm gì nữa? Chúng ta làm cái gì? Làm cái gì? Ai biết? Làm cái gì? Dùng ngón tay tiếp tục lần theo cái thân đục thừa. Tắt cái đục thừa ra khỏi cấu trúc mô xung quanh, đôi khi nó có dính. Mặt nó lớn nó dính vào cái đục thừa viêm đó. Tách ra nha, rồi chúng ta nhẹ nhàng chúng ta nâng cái đục thừa đấy, đưa nó về phía gì, đưa ra ngoài thành bụng nếu có thể, nắm được chưa nha. Lần theo cái thân đục thừa, tách cái đục thừa ra khỏi mặt nối xung quanh, nhẹ nhàng nâng cái đục thừa lên, đưa cái đục thừa ra ngoài qua khỏi thành bụng luôn nếu có thể được nha. Rồi sau đó làm gì nữa? Sau đó làm gì? Sau đó làm gì? Dùng những cái miếng gạt nha, dùng miếng gạt che giữa cái đục thừa được đưa ra ngoài vào cái khoang bụng, nắm được chưa? Tại vì sao? Tại vì tôi nói rồi, cái thao tác trên đục thừa là một thao tác có thể gây lây nhiễm, gây lây nhiễm. Do đó sau khi đưa đục thừa ra ngoài rồi, chúng ta có thể thường là họ tôi ta sẽ lấy những cái miếng gạt ướt, người ta sẽ che ngăn giữa cái đục thừa đã được đưa ra ngoài và cái khoang bụng, để cho trong quá trình thao tác nếu dịch bẩn ở trong lòng đục thừa đó nó có rớt ra ngoài thì nó chỉ rớt vào trong miếng gạt chứ nó không rớt vào trong khoang bụng. Đồng ý không? Đồng ý không? Rồi xử lý đục thừa bao gồm 3 khâu. Xin lỗi bạn, hai khâu chính là gì? Là xử lý cái mặt treo và xử lý cái gốc. Nắm được chưa? Xử lý mặt treo đục thừa và xử lý cái gốc đục thừa. Hai khâu này khâu nào quan trọng? Chắc chắn là cái gốc là quan trọng hơn rồi. Nguyên tắc của xử lý mặt treo là để làm cái gì? Để chúng ta kiệt cái nguồn máu đến đục thừa để không cho chảy máu sau mổ. Đúng chưa? Rồi bạn nên nhớ là cái gì? Trong quá trình thao tác xử lý mặt treo đấy, chúng ta có cầm nắm cái đục thừa không? Có cầm nắm cái đục thừa không? Không. Tại vì sao? Có ai thấy cái đục thừa mưng mủ chưa? Có thấy chưa em? Thấy rồi mới biết nha. Bạn biết là cái đầu của nó xưng như cái dù trống nha. Có thể trong quá trình thao tác đấy, nó có thể nó bục, nó bể ra bất kỳ lúc nào. Và khi nó bể ra thì cái gì, cục sản phân và mủ nó sẽ trào ra ngoài đó. Cho nên trong quá trình thao tác đấy là không được cầm nắm kẹp giữ cái gốc, cái thân đục thừa, không đụng đến cái thân đục thừa. Để làm cái gì? Để tránh hiện tượng nó bể ra trong lúc quá trình thao tác. Cho nên có phẫu thuật viên ta giữ đục thừa, ta lấy can ly ta phọc ngang cái thân đục thừa cái giữ cho nó chắc, mà tuyệt đối sai hoàn toàn. Như thế nó sẽ làm bể và mũ nó sẽ trào ra ngoài. Cho nên bạn thấy là người ta sẽ dùng một cái can ly, người ta kẹp ở cái mặt treo ở phía đục thừa để nó giữ thôi, chứ không ai kẹp bên đục thừa hết. Rồi sau đó người ta mới thao tác ở cái mặt treo đục thừa. Đây chân ly này để giữ nè nha, giữ cái đục thừa bằng cách là kẹp ở cái bờ mặt treo của nó nha, chứ không có ai giữ đục thừa bằng cách kẹp lên chính cái đục thừa đấy. Nắm được chưa? Rồi sau khi đã xử lý xong cái phần mặt treo đục thừa rồi thì làm cái gì nữa? Người ta sẽ dùng cái kẹp, ta kẹp ngang cái gốc đục thừa, kẹp ngang gốc đục thừa. Rồi làm cái gì hả? Không làm cái gì? Khâu một cái mũi ở cái gốc, khâu một cái gốc. Rồi khâu buộc xong rồi làm cái gì nữa? Khâu buộc xong làm cái gì? Chúng ta sẽ khâu cái mũi dòng ở quanh cái gốc đục thừa để làm cái gì? Để vùi cái gốc đục thừa này, vùi cái mổ đục thừa sau khi chúng ta cắt xong, chúng ta vùi nó vào trong. Nghe tại sao phải vùi cái mổ đục thừa? Tại sao?
Để làm cái gì? Theo quan điểm hồi xưa cổ điển là gì, là để ngừa cái gì? Ngừa dính ruột. Ruột nó sẽ dính vào trong cái mổ ruột thừa đấy và nó gây ra tắc ruột sau này. Cho nên cái động tác dù đó là để ngăn chặn, phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ dính ruột sau này. Tuy nhiên có một số tác giả ta cũng không chấp nhận cái quan điểm đó. Và thực tế là có nhiều trường hợp cắt ruột thừa mổ mỡ hay mổ nội soi thì cái ruột thừa không được vùi, mà sau này cũng không ảnh hưởng gì đến cái dự hậu sau này của bệnh nhân hết nha. Rồi sau khi đã vùi rồi chúng ta mới cắt cái ruột thừa. Sau khi đã vùi rồi chúng ta mới cắt cái ruột thừa, nắm được chưa? Tại sao? Xin lỗi các bạn, là sau khi đã khâu cái mũ vùi, khâu cái mũ túi xung quanh rồi chúng ta mới cắt cái ruột thừa. Tại sao không cắt ruột thừa trước rồi sau đó mới khâu mũ túi rồi sau đó mới vùi? Nắm được chưa? Đầu tiên là phải khâu một cái gốc trước. Cái mũi này, cái khâu mũi này là mũi quan trọng nhất, luôn luôn là ta sẽ có, đúng chưa? Sau đó là phải vùi cái gốc ruột thừa. Vùi bằng cái gì? Bằng cái khâu mũi túi xung quanh. Nắm được chưa? Tại sao không cắt cái ruột thừa rồi hãy khâu mũi vùi, khâu mũi túi, và phải khâu mũi túi trước rồi mới cắt ruột thừa? Ai biết? Em. Khi mà cắt ruột thừa rồi mình muốn cầm mình khâu ruột thừa thì hơi khó. Cắt rồi thì lấy cái ly kẹp cái mổ ruột thừa cũng được, đâu có sao đâu em. Rồi tới kiếm đầu khác. Tại sao? Cũng không đúng hẳn lắm, gần đúng. Nếu ruột thừa nó chưa dỡ mũ, thì cho đến lúc này chúng ta mới mở cái lòng ống tiêu hóa ra, nắm được chưa? Nắm được không? Nếu ruột thừa chưa dỡ mũ, chưa có viên phúc mạc, thì cái tăng cắt ngang ruột thừa, cái thì cắt ngang ruột thừa đấy là cái thì chúng ta mới mở lòng ống tiêu hóa ra, và bắt đầu từ đó mới có hiện tượng dây nhiễm ra xung quanh. Nắm được không em? Nắm được không? Ruột thừa chưa dỡ mũ thì cái lúc cắt ngang ruột thừa là cái thời điểm là bắt đầu vi trùng nó dây ra ngoài, đúng chưa? Vậy là cái thời kỳ đó gọi là thời kỳ dây nhiễm. Người ta muốn rút gọn cái thời gian lây nhiễm càng ngắn càng tốt, nắm được chưa? Ta khâu sẵn cái mũi túi rồi, ta cắt cái ruột thừa cái ta vùi vô ngay, thì cái thời gian dây nhiễm đấy nó chỉ tính bằng dây thôi, đúng chưa? Còn nếu trường hợp cái gì ta cắt ruột thừa rồi, ta nắm cái canly, ta giữ cái gốc đấy rồi ta mới khâu cái mũ túi, ta mới vùi, thì cái thời gian lây nhiễm đấy tính bằng bao nhiêu? Tính bằng mấy phút, đúng chưa? Như vậy thì một cái thời gian lây nhiễm tính bằng giây, cái thời gian lây nhiễm tính bằng phút, như thế thì cái anh sau này nó sẽ có lợi hơn, bằng giây có lợi hơn, nắm được chưa? Rồi đây là hình ảnh mô tả cái lúc vùi. Rồi cái gốc, cái mỏ vực thừa vào trong cái đáy măng tràn. Rồi gì nữa? Sau khi cắt xong vực thừa rồi thì chúng ta sẽ đóng lại vết mổ nha. Đóng lại vết mổ, chúng ta mở lớp nào thì chúng ta sẽ đóng lại lớp đó theo từng thứ tự, từng lớp, ngược từ trong ra ngoài nha. Đây là đóng tới cái lớp cơ chéo bụng trong nha. Rồi đóng tới lớp cơ chéo bụng ngoài. Rồi đây là một cái có thể đặc biệt của các ruột thừa. Nãy giờ tôi nói là cái gì, các ruột thừa thì sẽ xử lý mặt teo trước rồi xử lý cái gốc ruột thừa sau. Có một số trường hợp bắt buộc phải xử lý cái gốc ruột thừa trước rồi mới xử lý mặt teo sau. Trường hợp đó là gì? Ta gọi là các ruột thừa ngược dòng. Nắm được chưa? Khi nào bạn đi lâm sàng bạn nghe mấy anh bác sĩ nói cắt ngược dòng là bạn sẽ hiểu. Người ta sẽ hỏi mấy bạn là cắt ngược dòng là cái gì em? Thì em trả lời sao? Đó, cắt ngang cái gốc trước rồi mới cắt mặt theo sau. Nghe, còn xuôi dòng là cái gì? Xuôi dòng là cái gì? Xuôi dòng là xử lý mặt theo trước rồi sau đó xử lý cái gốc sau nhé. Thì trong trường hợp nào các ruột thừa ngược dòng, trường hợp ruột thừa nằm sau manh tràng,
hoặc là mặt treo đột ngừa quá ngắn, chúng ta không xử lý mặt treo trước được, thì lúc đó chúng ta sẽ xử lý cái gốc trước rồi mới xử lý mặt treo đột ngừa sau. Đấy, người ta sẽ luồn cái chân ly nha, luồn qua cái gốc đột ngừa và ta sẽ xử lý gốc trước, sau đó người ta sẽ bắt đầu xử lý cái mặt treo sau. Rồi cái vua, rồi đây là cái thì xử lý mặt treo nha. Trường hợp này là một cái trường hợp đột ngừa nằm sau manh tràng mà dưới thanh mạc, nắm được chưa? Sau manh tràng mà dưới thanh mạc, cái thể này thì không có mặt treo riêng, thể này không có mặt treo riêng mà mạch máu luôn đột ngừa đi đến từ cái thành của manh tràng, và cái thanh mạc của manh tràng nó là thanh mạc chung của đột ngừa luôn, thế gọi là cái thể đột ngừa sau manh tràng mà dưới thanh mạc. Có một cái thể đột ngừa sau manh tràng nhưng mà là bình thường có mặt treo riêng, những cái loại khác. Thì trong trường hợp này chúng ta không cần xử lý cái mặt treo, chúng ta chỉ xử lý cái cắt cái lá thanh mạc giữa cái đột ngừa và cái manh tràng thôi, tách nó ra thôi. Trường hợp này là gì? Trường hợp này là sau manh tràng mà lại có mặt treo riêng. Trường hợp này không phải là sau manh tràng dưới thanh mạc, sau manh tràng bình thường nhưng là có mặt treo riêng. Có mặt treo riêng thì phải xử lý cái mặt treo đó giống như là một trường hợp đột ngừa bình thường. Chúng ta đi thông qua cái này hơi phức tạp chút xíu. Nên cái này để cái người ta đặt cái lá mạc, cái phúc mạc, cái nếp gốc phúc mạc giữa cái manh tràng và cái thành bụng hông. Để làm cái gì? Để lật cái manh tràng và đại tràng lên vào chính giữa và để tìm cái đột ngừa nằm sau manh tràng. Đấy. Sau khi lật cái lá rồi, chúng ta mới thấy rõ hiện hình cái đột ngừa nằm sau manh tràng lên. Rồi, giờ đây là thời sự. Thời sự ở đây nha, nãy giờ tôi nói với bạn là chỉ nói là các đột ngừa là cổ điển, là có từ cả trăm năm nay rồi nha. Là thời sự bây giờ là gì? Thời sự bây giờ là các đột ngừa qua nội soi nha. Nội soi các đột ngừa có những cái ưu điểm nào so với cổ điển? Ưu điểm nào, ai biết? Tôi nói xem. Mấy bạn ngồi trên có ý kiến gì không em? Hả? Có ý kiến gì không? Thứ nhất là cái gì? Lại thẩm mỹ nữa, mấy cô nữ là hay thẩm mỹ lắm nha. Đối với nhà ngoại khoa tổng quát chúng tôi, cái an toàn cho bệnh nhân là đặt trên hết. Nắm được chưa? Nắm được không? Cho nên thẩm mỹ nó phải đặt ở phía dưới một chút nha. Đầu tiên là cái lợi điểm trước tiên là cái gì? Có thể xử lý những trường hợp đột ngừa nằm ở vị trí giải phẫu bất thường. Nắm được không? Đột ngừa dưới gan, nội soi cắt được, đột ngừa hố chậu trái, nội soi cắt được, đột ngừa ở hốc chậu, nội soi cắt được. Nói chung là ưu điểm lớn nhất so với quang mở là gì? Có thể xử lý được những cái trường hợp đột ngừa nằm ở vị trí bất thường mà không cần phải mở rộng vết mổ, không cần thay đổi quan điểm về cách thức mổ. Nắm được chưa? Cái thứ hai nữa là có tác dụng chẩn đoán nha. Các bạn biết là ngay cả cái phương tiện chẩn đoán chính xác nhất thì cái chẩn đoán chính xác, cái tỷ lệ chẩn đoán cao nhất của đột ngừa có chính xác 85%. Như thế thì 15% bệnh nhân sẽ tốn một kích mổ mở bằng cả 5-7 phân, trong khi đó không có lợi ích gì thêm. Nắm được chưa? Cho nên cái tác dụng thứ nhì của nội soi là gì? Chẩn đoán nha. Khi nào đột ngừa chưa rõ ràng, chúng ta không loại trừ được thì chúng ta chỉ định nội soi là tốt nhất, tuyệt vời. Thứ ba nữa là cái gì? Nó dùng là điểm thứ ba là cái gì? Là điểm thứ ba nữa là sau mổ bệnh nhân sẽ giảm đau hơn rất nhiều. Đúng chưa? Giảm đau hơn nhiều thì bệnh nhân sẽ làm sao? Bệnh nhân sẽ quay trở lại cuộc sống làm việc của người ta bình thường. Ví dụ như là mấy em thì có thể là quay trở lại học sớm.